Các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Tôi cũng xin trả lời câu hỏi của một vị học viên, hỏi rằng là trong khi mà mình nằm ngủ mà nằm mê thì lúc đó là dòng tâm thức là chủ quan, có đúng không ạ? Dạ phải rồi, trong khi chúng ta nằm nằm ngủ đó thì khi đó là dòng tâm thức, là những cái tâm khổ kiếp, trừ khi mà trong khi chúng ta ngủ chúng ta chiêm bao, thì trong lúc nó chiêm bao thì nó có cái tâm khách quan. Và cái phần đó thì nếu ngày hôm nay đủ thời gian thì chúng ta cũng học luôn cả cái lộ chiêm bao. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta học về lộ ý môn. Lộ ý môn thì ở trong cái trong cái phần hôm trước chúng ta học về cái lộ ngũ môn cận tử đó, thì chúng ta nhớ là sau khi mà cái tâm tử sanh lên thì khi đó là ở trên biểu đồ này là chúng ta minh họa bằng cái lộ ngũ môn cảnh rất lớn, lộ ngũ môn cận tử cảnh rất lớn, và chót tận cùng bằng na cảnh. Tức là có trường hợp đó là không có na cảnh, chúng ta nhớ là lộ cận tử có bốn cái trường hợp, tức là sau đối với cảnh rất lớn đó, thì có hai cái na cảnh và có thể là xem một cái hộ kiếp, hay là gọi là hữu phần rồi tử, rồi không xen hộ kiếp rồi tử. Rồi hai trường hợp sau là cảnh lớn, tức là không có na cảnh sau cái động lực đó, thì đến cái tâm tử hoặc là xen một hộ kiếp rồi tâm tử. Rồi sau tâm tử đó đó thì lập tức sau cái tâm tử này đó thì lập tức là bắt đầu kiếp sống mới. Đây là cái kiếp sống mới, là cái tâm tới tục. Sau cái tâm tái tục tiếp theo là 14 cái tâm hộ kiếp. 14 cái tâm hộ kiếp là 15 tâm hộ kiếp. À, xin lỗi các vị, hôm trước tôi chỗ này tôi dư một cái hộ kiếp 14 tâm chỗ này. Không có hộ kiếp vừa qua. Không có hộ kiếp vừa qua, các vị biết không? À, đây là rung động. Sau 14 tâm hộ kiếp là tới là rung động dứt dòng. Rung động dứt dòng như vậy thì một tâm tái tục và 14 cái hộ kiếp là 15 tâm cộng với hai cái tâm hộ kiếp sau cùng bị dao động, gọi là có cái tên là rung động dứt dòng, tức là chỉ có 17 cái hộ kiếp thôi. Lý do là do vì khi mà một cái tâm tái tục đối với chúng sinh ở trong cái cõi ngũ uẩn á, thì cái tâm khi đó đó là phải chờ những cái thời gian 17 cái sát na đủ để cho cái sát nghiệp nó trưởng thành. Và cái phần đó thì sau này chúng ta sẽ học về trong lộ sắc. Tạm thời chúng ta phải nhớ rằng là nó có những cái con số mà có lý do chứ không phải là ngẫu nhiên. Thì sau khi mà 17 cái tâm hữu phần trôi qua, kể cả luôn cái tâm tục sinh, tâm tục sinh cũng là một cái loại tâm, cũng là loại tâm quả, thì một tâm tục sinh và 16 tâm hộ kiếp cuối cùng là tâm hộ kiếp dứt dòng, thì khi đó nó là sanh cái khai ý môn, rồi rồi bảy cái động lực 2 3 4 5 6, 7 cái động lực, rồi tiếp theo bắt đầu cái tâm nó rơi vào cái hộ kiếp. Như vậy thì từ cái tâm tục sinh là tâm này, từ cái sát na tục sinh này, thì từ cái sát na tục sinh nó là kể vào cái đời sống mới, và từ cái sát na tục sinh đó cho đến hết cái giai đoạn động lực, từ cái sát na tục sinh cho đến hết cái giai đoạn 14 cái tâm hữu phần,
rồi rúng động dứt dòng, rồi khai ý môn, rồi bảy cái động lực. Thì cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn gọi là cái tâm lộ đầu tiên trong kiếp sống, và tâm lộ đầu tiên trong kiếp sống luôn luôn là lộ ý môn. Như vậy thì ở trên chủ đồ này chúng ta có hai cái tâm lộ, thứ nhất đó là ngũ môn cận tử, và thứ hai là tâm lộ ý môn khởi đầu kiếp sống. Thì hôm nay chúng ta học về lộ ý. Thì trong lộ ý đó thì cũng giống như là lộ ngũ, tức là ngoài các cái cảnh mà chúng ta học trong 21 cảnh ra thì cũng tính theo cái cường độ mạnh yếu của cảnh đó mà có phân chia thành hai hoặc là bốn. Nếu là đối với cảnh ngũ ấy, thì chúng ta được kể theo cái tên gọi là cái cảnh rất lớn. Cảnh lớn chỉ cho những cái cảnh mà nó tác động mạnh mẽ hoặc là cũng vừa đủ, không có quá mạnh gọi là cảnh lớn, rồi cảnh nhỏ và cái cảnh rất nhỏ. Thì đối với độ ý đó, thì cách gọi tên đó thì theo một cái tên gọi khác đó là cái cảnh cảnh rất rõ. Cảnh rất rõ là cảnh rõ. Rồi nếu mà phân tích rộng hơn cho đủ á, thì chúng ta có thêm ba, cái ba số ba và bốn, đó là cảnh không rõ. Rồi thứ tư là cái cảnh cảnh cực vi. Cảnh cực vi tức là cái cảnh vô cùng nhỏ, cái cảnh gần như là không có. Thì thật ra có nhiều quyển sách đó thì chúng ta chỉ có kể đến cái lộ ngũ và lộ ý đó, chỉ kể đến cái cảnh rất lớn, cảnh lớn. Và đối với lộ ý đó thì kể đến hai trường hợp là cái cảnh rất rõ và cảnh rõ thôi. Bởi vì chỉ có những cái cảnh này đó thì mới có thể tâm thức mới khởi sanh cái tâm động lực được. Còn hai trường hợp ba bốn còn lại đó thì trong trường hợp thứ ba thì chỉ có khởi lên cái tâm khách quan thôi, và sau cái tâm khách quan là cái tâm hay ý môn rồi đó thì trở lại hữu phần chứ không có động lực. Rồi đối với cái trường hợp thứ tư đó là phân tích cho đủ, chứ còn trường hợp thứ tư thì thật ra nó là cái lộ tâm khi đó nó hoàn toàn là những cái tâm chủ quan chỉ bị dao động khi cảnh tác động thôi, chứ hoàn toàn không có cái tâm khách quan. Thì khi các vị đọc sách đó thì các vị thấy có những nơi đó thì chỉ có nói đến hai cái trường hợp là cảnh rất rõ và cảnh rõ, còn cái cảnh không rõ và cái cảnh cực vi đó thì cũng không có đề cập đến. Và bởi vì là lý do là nó cũng không có mấy quan trọng, nhưng mà ở đây chúng ta học quá thì chúng ta cũng kể cho đủ. Thì đối với lộ ý hay là lộ ngũ thì ngoài cái cảnh mà được chúng ta phân tích theo theo sáu, tức là cảnh sắc thinh khí vị xúc rồi pháp, rồi nếu mà cái cảnh pháp đó và cảnh ngũ đó phân tích theo cách gọi tên đó, thì chúng ta có theo gọi tên theo nhóm thì chúng ta có tất cả là 21. Còn ngoài ra còn kể thêm cái mức độ mạnh yếu, cho nên chúng ta có cảnh rất lớn, cảnh lớn nhỏ, rất nhỏ, rồi cảnh rất rõ, cảnh không rõ là cảnh cực vi. Thì đối với lộ ý đó thì được phân theo ngoài cái 21 cảnh đó ra thì còn kể thêm bốn cái trường hợp mức độ mạnh yếu của các cảnh. Thì lộ ý á phức tạp hơn lộ ngũ, là bởi vì lộ ngũ á là cái tâm bắt cảnh nhờ các cái giác quan, và cái cảnh của giác quan nó thuộc về cái cảnh sắc pháp. Ví dụ như là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì sắc thinh khí vị xúc đó là những cái cảnh thuộc về sắc pháp. Mà là thuộc về sắc pháp thì nó không có phức tạp như là một cái cảnh thuần túy của tâm pháp. Bởi vì cái tâm của chúng ta suy nghĩ rất là nhiều chuyện, chuyện quá khứ cũng có, chuyện hiện tại cũng có, chuyện vị lai cũng có,
rồi cái chuyện những cái chuyện trừu tượng cũng có, mà chuyện cụ thể cũng có, chuyện thuộc về dục giới cũng có, sắc giới cũng có, vô sắc giới rồi siêu thế vân vân. Cho nên là do vì cái dòng tâm thức của chúng ta đó, trong cái lộ ý á, là rất là đa dạng, cho nên cái lộ tâm là phức tạp hơn là lộ ngũ. Tuy vậy đó thì trong cái lộ tâm này nó vẫn có cái hệ thống tương đối là gần gần giống nhau theo cái quy luật của tâm pháp, cho nên các vị cũng không có nên quá ngán là do vì sợ nhiều. Mặc dù tôi biết rằng là khi mà học đến cái lộ trình tâm này thì nhiều học viên, nhất là những học viên mà lần đầu chúng ta học á, thì có bài vị cảm thấy là bỡ ngỡ, nhưng mà khi mà chúng ta học thêm nhiều đó thì nhờ các cái bài vở liên quan mà được lặp đi lặp lại, thì tôi cũng hy vọng rằng là các vị cũng dễ nhớ. Và trong khi học đó thì không có nhất thiết là chúng ta nhớ tất cả chi tiết, chẳng hạn giống như là chúng ta phải nhớ rằng là cái lộ tâm, lộ lộ ngũ, mà cái cảnh rất cảnh nhỏ và cái cảnh rất là nhỏ có bao nhiêu lộ vân vân, mà những cái lộ tâm đó như thế nào, thì những cái đó nhớ được thì tốt, còn không nhớ được thì cũng không sao. Cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái quy luật chung của cái tâm pháp, khi mà nó sanh lên thì nó có sanh theo một cái trình tự, và trong hai cái trình tự quan trọng đó là những cái tâm nào mà sanh lên nhờ các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân, thì những cái lộ tâm đó được kể vào lộ ngũ. Còn những cái cảnh nào, cái dòng suy nghĩ nào, cái dòng tư duy nào mà sanh lên không cần qua năm cái giác quan này thì gọi là lộ ý. Đấy, ví dụ như là khi chúng ta đang ngồi nhớ lại một chuyện đã qua, thì những cái chuyện đã qua đó, đó chúng ta không có thể chúng ta cảm nhận bằng mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó chỉ thuần túy là ý thôi. Hoặc là đôi khi là chúng ta tưởng tượng đến một cái cảnh sắp xảy đến, thì những cái cảnh xảy đến sắp xảy đến đó vì nó chưa có mặt, cho nên chúng ta cũng không có thể dùng các cái giác quan cảm nhận, các cái giác quan thuộc về vật chất cảm nhận được, mà chỉ dùng cái tư duy, dùng hoàn toàn về ý. Thì trong những cái trường hợp mà tâm sanh khởi mà không thông qua năm cái giác quan, hay là không không cần phải qua 15 cái ngũ song thức đó, đó thì cái dòng tâm thức đó được gọi là lộ ý. Và trong lộ ý á, thì được chia ra làm hai lộ ý, chia hai có hai trường hợp, có hai trường hợp đó là thứ nhất là lộ lộ ý thông thường, trường hợp hai đó là lộ ý đặc biệt. Ý đặc biệt hay còn gọi là lộ ý kiên cố, chúng tôi dùng chữ kiên cố để xác chữ Pali như Appamana, chữ kiên cố. Lộ ý kiên cố đó, tức là chỉ cho những cái trường hợp mà cái tâm động lực đó, nó sanh lên một cách nhất định chứ không phải là bất định, cho nên gọi là kiên cố. Đó là những cái trường hợp của một vị chứng thiền, một vị nhập thiền, một vị hóa thông, một vị chứng đạo quả, một vị nhập thiền quả, một vị nhập nhập niết bàn, tức là chúng ta gọi là cái lộ cận tử, nhưng mà đây là cái lộ đặc biệt của vị thánh a la hán vân vân. Thì những cái trường hợp này được gọi là lộ ý kiên cố, còn những cái trường hợp ngoài ra đó thì được gọi là cái lộ ý thông thường. Thì trong cái lộ ý thông thường này đó thì chúng ta cũng giống như là đối với lộ ngũ môn, lộ ngũ môn thì chúng ta cũng có hai, nó là lộ ngũ môn bình nhật và lộ ngũ môn cận tử. Thì lộ ý đó thì cũng có hai, lộ ý thông thường ngày hôm nay chúng ta học trước về cái lộ ý thông thường thì nó cũng có hai trường hợp, đó là bình nhật thứ hai, đó là cận tử. Trong cái lộ ý bình nhật đó thì lại được chia làm hai, tức là thông thường và chiêm bao.
Trước hết đó, thì bây giờ chúng ta học cái lộ ý, chúng ta học về phần 1 La Mã thôi. Phần 2 La Mã thì chúng ta để ngày sau. Ở trong cái phần lộ ý thông thường này đó, thì chúng ta trước hết là chúng ta học về Bình Nhật. Và trong cái Bình Nhật này đó, thì chúng ta học thông thường. Như vậy thì cái bài học tiếp theo đó là chúng ta học về cái lộ ý thông thường mà Bình Nhật, mà cũng Bình Nhật thông thường chứ không phải là Bình Nhật chim bao. Thì ở trong cái lộ ý mà các vị hoan hỷ chờ tôi giúp. Thì ở trong cái lộ ý Bình Nhật á, thì có bốn trường hợp đối với cảnh giống như là tôi vừa nói ở đầu bài, tức là cái cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh cực quy. Nó giống như là bốn trường hợp của cái đối tượng của độ ngũ, tức là gồm có cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì lộ ý môn á, cảnh rất rõ đó, nó có cảnh rất rõ đó thì sau cái động lực á, thì đến hai cái na cảnh làm việc dư sót của động lực rồi sau đó mới hữu phần. Như vậy thì cái biểu đồ của lộ ý môn cảnh rất rõ thì sẽ là dòng tâm thức của chúng ta đó, thì sẽ là rúng động rồi dứt dòng, khai ý môn động lực, bảy động lực, rồi na cảnh là hữu phần. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là ở trong cái lộ ý môn á, về nói về cái giai đoạn mà các cái tâm khách quan sanh lên á, thì lại là đơn giản hơn là lộ ngũ. Là do vì lộ ngũ á, phải tùy thuộc vào cái điều kiện ở bên ngoài rất là nhiều. Chẳng hạn giống như là chúng ta nhìn cái đó, chúng ta nhìn cái một cái cảnh sắc nào đó, thì đôi khi chúng ta gọi là nhìn gà mà hóa cuốc vân vân, tức là nó còn đòi hỏi nhiều cái môi trường giống như là cái ánh sáng xa gần rồi vân vân. Thì do đó mà khi mà cái cảnh nó bên ngoài đưa vào đó, nó phải có một cái giai đoạn qua các cái giai đoạn xử lý của các cái tâm tiếp thu, quan sát, đoán định vân vân. Nhưng mà đối với cái lộ ý đó thì không cần những cái giai đoạn tiếp thu, quan sát, mà chỉ cần cái tâm khai ý môn mở cửa ra, và cái tâm khai ý môn này đôi khi đóng cái vai trò làm cái việc đoán định. Bởi vì chúng ta nhớ là cái việc làm đoán định đó là cũng là do cái tâm khai ý môn làm. Thì đối với cái lộ ý thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà cái lộ tâm chủ quan bị dao động hai lần, đó gọi là hai cái sắc na rúng động dứt dòng, thì sau đó nó thì sẽ là cái tâm khai ý môn mở ra để cho cái tâm động lực sanh lên. Và nếu đó là cái cảnh rất là rõ ràng, cái cảnh tượng mạnh mẽ, thì sau cái động lực á, thì sẽ sanh thêm hai cái sắc na tâm nữa làm việc na cảnh, tức là hưởng lại cái cảnh dư sót của cái tâm động lực rồi trở lại hữu phần. Rồi trường hợp đối với cái cảnh rõ đó thì nó chỉ khác cái cảnh rất rõ ở hai cái sắc na cảnh. Đối với cái cảnh rất là rõ đó thì có thêm na cảnh. Còn đối với một cái cảnh rõ, tức là cái cảnh vừa đủ thôi, thì nó cũng không có để lại cái dư âm, mà nó là chỉ sau cái động lực đó, thì tới cái hữu phần. Như vậy thì ở trong cái lộ ý này đó thì chúng ta thấy là nó đơn giản hơn ở trong cái lộ ngũ. Lộ ngũ đó, thì sau khi mà khai rúng động dứt dòng rồi là cái khai ngũ môn xong đó, thì một trong 10 cái song thức rồi tiếp thu, quan sát, rồi đoán định, rồi hết cái đoán định rồi thì mới tới động lực. Còn đối với trong lộ ý á, thì nó dễ hơn, là chỉ có cái khai ý môn rồi mới tới động lực luôn. Và ở đây các vị thấy rằng là đối với cái lộ ý á, thì trên cái biểu đồ đó ít khi vẽ thêm một cái
một cái vòng tròn thứ ba phía trước này mà gọi là chúng ta gọi là cái hữu phần vừa qua, thì cái hữu phần vừa qua trong độ ý á, nó chỉ sanh khi nào mà cái cảnh trạng lại đó thuộc về cái cảnh ngủ. Thí dụ giống như là chúng ta nhớ lại cái cảnh sắc nào đó mình đã từng thấy, chúng ta nhớ lại cái cảnh tinh nào đó, cái tiếng nào đó mình đã từng nghe, hoặc là mình tưởng tượng cái cảnh tinh đó nó sẽ xảy đến. Tương tự đối với ba cái cảnh còn lại, tức là cái cảnh ngủ mà trạng lại đó, thì khi đó cái dòng tâm thức đó, nó sẽ làm việc giống như là trường hợp đối với cái cảnh ngủ, tức là phải có cái vừa qua. Còn trong trường hợp mà cái cảnh đó là thuần túy của ý môn, tức là cái cảnh ngủ không có thể bắt được cái cảnh đó. Chẳng hạn giống như là một vị tu thiền đang suy nghiệm về về giáo lý duyên khởi vân vân, hay là một nhà khoa học đang suy nghĩ về một cái định thức nào đó, thì khi đó là cái cảnh đó nó hoàn toàn nó không phải là cái cảnh ngủ trạng lại, mà nó thuần túy về cái cảnh pháp, hoặc giống như là vị A-la-hán khi mà các ngài nghĩ suy nghĩ đến cái cảnh niết bàn vân vân. Thì trong những cái trường hợp mà cái lộ ý môn không phải trạng lại cảnh ngủ, thì khi đó thì không có vừa qua. Cho nên là có đôi khi chúng ta thấy trong các sách đó, thì lộ ý môn là có vừa qua, nhưng mà ở trong các cái phần lớn đó, thì không có để vừa qua, nhưng mà một số trường hợp để diễn đạt mà cái lộ ý môn đó đó thì do trạng lại cái cảnh ngủ đó, thì sẽ có vừa qua. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý cái này. Rồi tương tự đối với hai trường hợp thứ ba thứ tư tiếp theo, là đó là cái lộ ý môn các vị hoan hỷ cho tôi. Rồi đối với trường hợp thứ ba thứ tư, trường hợp CD đó, là cái lộ mà cái ý môn mà cái cảnh không rõ đó, thì nó sẽ kết thúc ở đoán định. Đoán định ở đây đó tức là được biểu diễn bằng ba tâm khai ý môn. Thì các cái tâm khai ý môn sau đó là làm việc đoán định, thì chỉ cái dòng tâm thức trong cái lộ ý môn cảnh không rõ này đó, thì chỉ có ba tâm khách quan, đó là cái ba tâm khai ý môn thôi. Sau ba tâm khách quan đó, thì do vì cái cảnh này không có rõ ràng, cho nên không đủ để nhận thức, cho nên là không có động lực. Rồi đối với cái cảnh cực vi đó, tức là cảnh rất là mờ nhạt đó, thì cái dòng tâm thức chủ quan đó, là chỉ có cái rung động, rồi sau đó thì trở lại bình thường. Nó giống như là một cái tầng, giống như là cái mặt hồ mà chỉ lau sau khi có một cái cơn gió nhẹ thổi qua thôi, chứ không có thay đổi gì. Thì do vì chúng ta học quá thì chúng ta kể cho đủ, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là chúng ta chỉ nhớ hai cái đối tượng đầu tiên, đó là cái đối tượng cảnh rất là rõ và đối tượng rõ. Thì nếu mà cái cả hai trường hợp này mà không phải là cái cảnh ngủ môn trạng lại, thì khi đó cái dòng hữu phần đó thì không có vừa qua. Trong trường hợp mà cái dòng tâm thức trạng lại, cái cảnh ngủ đã qua hoặc là chưa đến, hoặc là chúng ta tưởng tượng đang xảy ra đâu đó, thì khi đó thì cái dòng chủ quan, tức là cả cái lòng cái ba cái sát na hậu kiếp sau cùng thì sẽ có vừa qua. Rồi chúng ta học đó là cái lộ ý bình nhật thông thường, còn cái lộ chiêm bao thì như thế nào? Cái lộ chiêm bao á, thì thật ra nó cũng giống như là thông thường như vậy, nhưng mà chẳng qua đó là cái lộ chiêm bao nó xảy ra trong khi mà chúng ta đang ngủ. Và trong vi diệu pháp nói đến chúng ta có cái lộ ý thông thường,
gợi ý thông thường hơn. Thông thường thì nó cũng có hai, chúng ta đang học về lộ ý thông thường mà bình Nhật. Thì ở trong cái bình Nhật đó thì chúng ta có bình Nhật là thông thường. Và bây giờ kế tiếp đó là bình Nhật mà chim bao. Thì khi mà chúng ta đang ngủ á, tức là cái dòng tâm thức đó đó hoàn toàn là cái dòng tâm thức chủ quan. Nhưng mà cái tâm thức chủ quan đó nó vẫn bị tác động bởi cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta đang ngủ đó, thì nếu mà có một cái tiếng động nào lớn ở bên ngoài đó, chúng ta giật mình, thì khi đó cái dòng tâm thức chủ quan nó sẽ sanh lên. Đó là trường hợp mà cái cảnh đó là cái cảnh mà nó mạnh mẽ đến mức độ mà nó làm chúng ta thức giấc. Và cái trường hợp thứ hai là cũng có cái cảnh đó nó tác động nhưng mà nó không có đủ lớn để cho chúng ta thức giấc, thì khi đó bằng cái phiền não, bằng cái thường cận ý duyên, khi đó chúng ta tự nhiên nó tác động vào cái dòng tâm thức của chúng ta, nó tác động vào cái dòng tâm thức. Thì từ cái dòng tâm thức mà chúng ta gọi là đang ngủ, tại dòng cái tâm thức ngủ phần đó, thì khi này cái thói quen hay gọi là cái thường cận ý duyên nó có hai phương diện. Một là do vì chúng ta đang chìm vào trong hữu phần, hay chúng ta đang nói khác là cách thông thường là chúng ta đang chìm vào giấc ngủ đó, thì do vì cái ảnh hưởng của giấc ngủ đó cộng với cái cảnh tượng tác động bên ngoài mà nó không đủ làm cho chúng ta thức giấc, thì cái chiêm bao nó giống như là một cái ranh giới của một người nửa tỉnh nửa mê. Tức là nó tỉnh ở đây á, tức là nó cũng còn biết cái cảnh này cảnh kia trong cái trí tưởng tượng của giấc chiêm bao. Và gọi là mê á, tức là chúng ta cũng hoàn toàn, chúng ta đôi khi mà mình không có một cái ý thức chủ động được. Chẳng hạn giống như là người đó bình Nhật khi mà còn thức ban ngày đó thì lẽ ra không có làm chuyện đó, nhưng mà kỳ thực ở trong giấc chiêm bao đôi khi mình lại làm cái chuyện đó. Như là một người Phật tử bình Nhật khi mà còn thức ban ngày đó thì giữ nhớ mình giữ giới sát sanh, nhưng mà đôi khi trong cái giấc chiêm bao lại thấy mình câu cá vân vân, thì khi đó đó là do vì cái tâm chủ quan sanh lên, nhưng mà nó còn bị ảnh hưởng bởi cái chúng ta gọi là ảnh hưởng hưởng bởi cái giấc ngủ, hay còn ảnh hưởng bởi cái dòng hữu phần, cho nên là xảy ra đến cái lộ chiêm bao. Và nguyên nhân nào mà để dẫn đến cái lộ chiêm bao thì trong vi diệu pháp đề cập đến có bốn nhân. Chúng ta đang nói về cái lộ chiêm bao này nha. Cái thông thường thì chúng ta học hồi nãy rồi, thì bây giờ trong cái bình Nhật này phần thứ hai đó là phần chiêm bao, là có bốn nhân sanh. Là có bốn nhân sanh. Cái nhân sanh thứ nhất á là thân thân sinh lý nó bị xáo trộn. Thân sinh lý chúng ta, cái thân xáo trộn, thân sinh lý bị xáo trộn. Thì xáo trộn ở đây á nó có nhiều lý do. Thí dụ giống như là khi chúng ta bệnh, cơ thể chúng ta bệnh á, thì nó có tác động đến cái tâm lý, nhất là trong những cái trường hợp chẳng hạn giống như là chúng ta bị sốt cao rồi chúng ta chìm vào không có giấc ngủ, và trong khi đang ngủ như vậy đó thì cơ thể chúng ta vẫn đang sốt, và khi mà cái cơ thể của chúng ta như đang sốt đó đó thì nó tác động về cái tâm lý, do vì cái lúc đó là cái thân sinh lý của ta nó chúng ta nó không được bình thường. Thì thứ hai nó là ví dụ như là chúng ta bị một cái ngoại cảnh nào đó tác động, giống như là hồi nhỏ chúng ta ở dưới quê thì hay chơi những cái trò chơi dân gian như là bắn bi, thì đôi khi con nít mà ngủ thì những cái viên bi cũng còn để quên trong túi áo vậy, rồi ban đêm mình nằm cắn, và lúc đó mình nằm chiêm bao mình thấy giống như là mình đi mình bắt phải cái viên đá nào đó, và do vì cái cảnh tượng mà nó đang tác động đến đến cái thân sinh lý của mình,
Nói tóm lại đó là nguyên do mà cái thân sinh lý của chúng ta vì một cái lý do nào đó bị xáo trộn, hoặc là do bệnh hoạn, hoặc là do việc cái cảnh tượng bên ngoài tác động. Giống như là trong khi đang ngủ quá, thì nghe một cái tiếng động nào đó, thì lúc đó lập tức cái tự nhiên chúng ta không có thức dậy mà chúng ta lại chiêm bao nếu mà nó không có đủ mạnh. Cái lý do thứ hai rồi gọi là nó bị cái ấn tượng sâu đậm, như là mà ban ngày chúng ta gặp một cái cảnh tượng nào đó quá hải hùng thì ban đêm có thể nó khiến cho chúng ta chiêm bao, hoặc là người thân mình vừa mất do vì mình quá thương cho nên mình thường nằm chiêm bao thấy họ, là do vì mình khi khi mà mình nhớ họ, cái chết của họ nó khiến cái hình ảnh đó nó đập vào cái tâm trí của mình, và cái đó nó ám ảnh để dẫn đến cái chiêm bao. Hay là những đứa trẻ ban ngày chơi giận cái điều gì đó thì ban đêm thì nó có thể hình ảnh đó làm những đứa trẻ đó nó chiêm bao. Cái nguyên do thứ ba nó là do thiên nhân chi phối. Đây là cái lý do mà dân gian chúng ta hay nói rằng là ban đêm ngủ mà thấy người thân của mình về báo mộng. Dạ, thì trong bi dược pháp cũng có thừa nhận cái việc là hàng thiên nhân, một số loài chứ không phải là tất cả nha các vị, họ có khả năng họ ám ảnh cái tâm trí của mình. Các vị có nhớ rằng là ngay cả một vị thánh hữu học như là Ngài Ananda, thì khi mà Đức Phật này trong những cái ngày cuối cùng thì khi đó Đức Phật này khi ác ma hiện xuống để thỉnh Đức Phật này niết bàn, thì theo thông lệ cũng bị chánh đẳng chánh giác, trước khi mà ngài nhận lời của ác ma đó thì ngài phải có một cái lời gợi ý cho một vị thị giả của mình, ngài sẽ viên tịch. Nhưng mà khi đó đó ác ma họ ám ảnh cái tâm trí của ngài Ananda, cho nên ngài Ananda bình thường thì ngài rất là nhanh nhạy. Đức Phật này chỉ có Ngài Ananda chỉ nhìn Đức Phật đó là hiểu ý Đức Phật là muốn cái gì rồi, nhưng mà giờ đó đó thì do vì cái tâm trí của ngài là bị ác ma nó chi phối nó ám ảnh, cho nên ngài không có nhớ được. Để thỉnh Đức Phật này kéo dài cái sinh mệnh thêm, thì cái trường hợp thứ ba đó là do cái phi nhân nó chi phối. Thì ở đây á, nó có hai cái trường hợp mà đôi khi chúng ta khó có xác định, đó là trường hợp là việc ấn tượng sâu đậm, và thứ hai là do thiên nhân chi phối, là do vì đôi khi người thân của chúng ta mất á, không phải họ về họ chi phối để mình theo cái cách diễn đạt bình thường, tức là họ về họ báo mộng, nhưng mà do vì chúng ta vì một cái ấn tượng nào đó trong khi mà khi họ còn sinh tiền đó mà họ mất đi mình thương nhớ họ, cho nên vì cái ấn tượng sâu đậm đó mà lòng chiêm bao. Nhưng mà thường thường đó thì chúng ta vẫn đánh đồng nó hẻm lòng người thân của mình mất rồi đó thì lòng chiêm bao đó, thì chúng ta luôn luôn chúng ta chỉ có nói một cái lý do là do phi nhân chi phối thôi. Nhưng mà chúng ta học ví dụ pháp thì chúng ta nhớ là nó còn cái lý do là do cái ấn tượng sâu đậm. Bởi cụ thể nhất á, là khi chúng ta nằm chiêm bao đó thì không phải là lúc nào cũng gặp người đã mất hết, mà trong đó rất là nhiều trường hợp chúng ta gặp người đã sống. Thì đối với những trường hợp mà người đang sống đó thì chúng ta biết chắc chắn rằng đó là do cái ấn tượng nó còn để lại trong cái tâm, ấn tượng nào đó còn để lại trong tâm trí. Còn đối với người đã mất đó, do vì nó còn có một nguyên do thứ ba nữa nữa đó là cũng có đôi khi họ làm phi nhân mà họ chi phối mình, và cũng có đôi khi là do vì mình còn ấn tượng còn nhớ đến họ. Do vậy khi mà chúng ta thấy nằm chiêm bao thấy người thân đã mất đó, thì mình khoan vội kết luận rằng đó là người thân mình về báo mộng, mà nó có thể là có trường hợp thứ hai vân vân. Rồi cái trường hợp thứ tư là do cái gọi là cái điềm nghiệp, tức là một người mà ví dụ giống như là một người có phước báo lớn mà trước khi mà trong cái cuộc sống của họ nó có một cái thay đổi lớn nào đó, đó thì do cái nghiệp đó tác động đó họ thấy cái điều đó. Như chúng ta nhớ rằng là hoàng hậu Maya mà trước khi mà mang thai Bồ Tát á, thì
bà này có nằm chiêm bao thấy con bạch tượng có 6 ngà như vậy đó, cái đó là do cái điềm nghiệp, hoặc là đối với, có năm cái giấc mộng gọi là năm giấc mộng lớn hay là năm cái đại mộng á, là của một vị chánh đẳng chánh giác trước khi mà ngài giác ngộ á, thì ngài có nằm những cái giấc mộng lớn mà sau khi mà ngài thức dậy á, thì ngài biết rằng là cái đó là cái điềm báo ngài sẽ thành Phật. Thì tóm lại đó, thì khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta, cái dòng tâm thức hữu phần đó, nó bị bốn cái lý do này, kiểu như là thân sinh lý xáo trộn, hay là vì một cái ấn tượng đó, sâu đậm đã qua, rồi do phi nhân chi phối, do điều nghiệp đó, thì khi đó nó sẽ tác động cái dòng tâm thức đó, để cái dòng tâm thức này sanh lên một cái tạo ra cái dòng tâm khách quan, nhưng mà cái tâm khách quan này đó nó không có hoàn toàn tỉnh táo, và chúng ta gọi đó là chiêm bao. Thì cái chiêm bao này á, về cái biểu đồ, mà cái biểu đồ diễn tiến của tâm á, thì nó hoàn toàn nó giống với cái lộ thông thường, nhưng mà cái lộ chiêm bao này đó nó chỉ có khác nhau đối với cái lộ thông thường, tức là đối với cái lộ tâm thông thường đó, thì khi mà những cái động lực sanh lên, nếu đó là một người phàm phu hay là vị thánh hữu học, thì cái động lực này sẽ để lại cái quả thiện hoặc là bất thiện. Còn đối với trong giấc chiêm bao thì cũng cái dòng tâm thức này, nhưng mà do vì nó yếu đuối muội lược, cho nên nó không có đủ khả năng để tạo nghiệp. Và đối với những chúng sinh nào mà có thể chiêm bao được, thì trong vi diệu pháp chỉ đề cập đến có những chúng sinh mà cái thân sinh lý thô kệch, giống như là chúng sinh nhân loại. Rồi trong bốn cõi cõi khổ á, thì trừ địa ngục, bởi vì chúng sinh địa ngục nó là quá khổ, cái cảnh đó là gần như là họ không có thể nào mà họ có cái giấc ngủ giống như là đối với ba cái loại trên, thì chỉ có chúng sinh ở cõi người và chúng sinh ở ba cái cõi khổ thì chúng sinh đó mới có thể nằm chiêm bao. Và trong cái cõi người đó đó thì chỉ có ba cái chỉ có phàm và thánh hữu học đó, thì mới có chiêm bao. Còn đối với vị a la hán thì hoàn toàn không có, bởi vì ngoài cái bốn cái nguyên do mà dẫn đến cái chiêm bao này, thì cái nguyên do chính là vì lý do nào đi nữa, nguyên do chính là do vì còn phóng dật. Còn phóng dật là có chiêm bao, còn vì thánh a la hán thì ngài không còn phóng dật, cho nên không có chiêm bao. Thì vậy thì ở trong cái lộ ý bình nhật đó, thì có hai là thông thường và chiêm bao. Thì về cái biểu đồ sinh diễn của cái lộ tâm đó, thì thông thường và chiêm bao giống nhau, nó chỉ có khác nhau đó là cái lộ chiêm bao đó, thì không có cái khả năng tạo, không có khả năng tạo quả. Và thứ hai nữa thì cái lộ chiêm bao đó, chỉ có một số chúng sinh ở trong một cái cảnh giới nhất định nào đó mới có chiêm bao, chứ không phải là ở tất cả các cõi mới có chiêm bao được. Bởi vì các cái cõi trời đó hay là cõi phạm thiên đó, thì cái thân sinh lý của chư thiên nó khác với cái thân thể sinh lý của nhân loại, cũng như là cái loài mạn sinh ngạ quỷ. Và trong cái giấc chiêm bao đó, nó thì nó cũng còn phải có một cái thân sinh sinh lý nhất định nào đó, nó mới có đòi hỏi cái sự ngủ nghỉ, sự chìm sâu vào trong hữu phần. Thì do đó cho nên là trong một số cõi đó thì nó không có chiêm bao. Còn lại đó thì nói về cái tiến trình sinh diễn của cái loại chiêm bao đó, thì hoàn toàn là giống như là thông thường. Như vậy thì trong khi ngủ, mà nếu chiêm bao thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là nó có những cái tâm khách quan, hay nói cách khác đó, thì khi đó nó, khi chiêm bao đó, thì nó cũng giống như là thức thức như vậy thôi, chẳng qua là cái tâm cái muội được không đủ cái khả năng tạo quả. Rồi đó là chúng ta học về cái phần lộ ý thông thường. Và ở trong cái đồ ý trong cái lộ ý thông thường này đó, thì có cái trường hợp kế đến mà sở dĩ mà tôi phải dạy tiếp qua cái lộ ý này á, trong khi đó cái lộ ngủ nó vẫn còn nhiều cái vấn đề đề cập,
Nhưng mà trong cái phần này đó, tôi muốn là dạy kết hợp giữa cái nội ý và nội ngũ. Bởi vì như chúng ta biết rằng là khi mà một cái sắc na tâm sanh lên thì cái thời gian rất là ngắn ngủi. Được ví dụ như là trong cái thời gian một nháy mắt như vậy đó, thì cái sắc na tâm nó sanh diệt cả hàng triệu lần, hàng tỷ lần. Trong cái hàng tỷ lần đó thì cũng có đã tính riêng về cái lộ tâm thôi, đó là hàng tỷ cái lộ tâm, chứ đừng có nói đến cái sắc na tâm. Chính vì cái điều đó đó mà theo cái quy luật của tâm pháp đó, là khi cái các vị chờ tôi tìm cái nhân. Ừ, đây. Khi mà cái lộ ngũ sanh lên á, thì sau đó, đó là nó sẽ xảy ra hàng loạt cái lộ ý, chứ chỉ có riêng cái lộ ngũ thôi đó thì không có thể bắt được cái cảnh rõ ràng. Và tuy rằng trong cái lộ ngũ á, ok, lấy lộ ý môn, cái lộ ý môn. Tuy rằng ở trong cái lộ ngũ á, thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái cảnh tác động đến cái dòng tâm thức hữu phần thì gồm có vừa qua đúng động dứt dòng, rồi khai ngũ môn, rồi tâm ngũ song thức, một trong 10 ngũ song thức thức sanh lên, rồi tiếp thu quan sát đoán định, rồi đến động lực, rồi sau động lực định đến na cảnh. Nhưng mà thật ra đó là do vì trong một cái thời gian ngắn, một nháy mắt là có hàng tỷ cái lộ tâm trôi qua. Chính vì điều đó, tuy rằng ở đây chúng ta thấy con số lượng lớn và tới 17 sắc na tâm sanh lên, và có những cái giai đoạn như tiếp thu quan sát vân vân, nhưng mà kỳ thực đó thì chỉ chừng đó thôi đó, thì nó chưa có đủ để chúng ta biết cái cảnh rõ ràng. Bởi vì giống như là chúng ta thấy trên thực tế đó, khi mà mình nhìn một cái món đồ nào đó thì đôi khi để xác định rõ ràng, đôi khi chúng ta phải tìm hiểu trong một vài phút đồng hồ. Rồi đôi khi nếu mà cái đó là một cái món đồ đặc biệt đó, thì đôi khi là chúng ta còn phải suy nghĩ rất là nhiều lần, thậm chí là nhiều ngày. Do đó mà cái khi mà một cái lộ ngũ sanh lên rồi đó, thì chúng tôi ví dụ ở đây là lộ ngũ, đây cái dòng tâm thức của chúng ta ở trên cái biểu đồ này tạm thời thì thầy các vị ở trong không có quyển sách in những cái này, cho nên là tôi tạm thời tôi vẽ. Thì các vị cứ xem là cái mỗi cái chấm này nó là cái tâm chủ quan, còn cái gạch liền á tức là cái dòng tâm lộ, rồi cái tâm khách quan, rồi cái gạch liền là cái dòng tâm lộ, là cái tâm chấm chấm á là chủ quan, còn mà tôi gạch liền vậy đó thì là cái dòng tâm khách quan đó. Thì cứ mỗi cái dòng tâm khách quan này á, thì chúng ta gọi là lộ tâm. Và luôn luôn giữa hai cái lộ tâm á, thì nó phải có xen kẽ cái hữu phần. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái lộ tâm khi mà cái tâm động lực sanh lên, nếu đó là một cái cảnh rất là lớn hay cảnh rất là rõ thì nó cũng chỉ có thể kéo dài thêm hai cái na cảnh đó thôi, rồi nó rơi vào cái hữu phần. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta đó là cái dòng tâm chủ quan, và khi có cảnh bên ngoài tác động vào á, thì nó sẽ có những cái tâm khách quan sanh vào. Và trường hợp đối với cái cảnh tác động đó thuộc về cái cảnh ngũ thì lộ tâm khi này là lộ ngũ môn. Ví dụ như là cái lộ tâm này là ngũ môn. Nhưng mà khi mà cái lộ tâm ngũ môn này sanh lên á, thì ngay lập tức á, là phải tối thiểu là một, hai,
ba bốn hoặc là nhiều hơn nữa, tùy là bốn cái lộ ý sanh lên tiếp theo. Tức là khi mà cái tâm thức mà sanh lên á, cái tâm thức của chúng ta bắt cảnh, ví dụ trong năm môn đây chúng ta đơn cử là cảnh sắc, khi mà cái mắt mà nhìn thấy cái cảnh sắc, và cho chúng ta giả sử ở đây là cái cảnh sắc rất là lớn, thì khi đó nó trải qua một cái dòng độ tâm tận cùng bằng hai cái na cảnh rồi hữu phần, rồi tiếp theo đó nó sẽ có một cái dòng tâm thức, bốn dòng tâm thức lộ ý làm các cái công việc. Chẳng hạn giống như là sau khi mà cái dòng độ tâm ngủ, lộ ngủ này sanh lên rồi đó, thì cái lộ ý này sanh lên đó để có cái vai trò gọi là giữ gìn cái cảnh mà lộ ngủ đã bắt. Rồi khi đó cái lộ thứ hai cũng là lộ ý sanh lên đó để nói lại các cái chi tiết lại. Rồi cái dòng lộ ý thứ ba lên sanh lên đó, thì có vai trò giống như là định hình cái cảnh đó. Và cái lộ thứ tư sanh lên đó là để chúng ta định danh chế định, chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta thấy một cái món đồ nào đó như là cái bình, cái chi đó, thì khi đó nó sẽ có cái dòng độ tâm chúng ta sanh lên, chúng ta gọi tên nó là cái bình. Rồi khi đó rất có thể có những cái dòng độ ý tiếp theo, chúng ta tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó. Và do vì cái tâm sanh diệt quá nhanh, cho nên có những khi á, mà chúng ta tưởng chừng rằng là trong cùng một lúc á, là nhiều cái lộ tâm sanh lên trong một thời điểm, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ một cái quy luật tâm pháp á, là trong cùng một thời điểm á, không có thể có hai sát na sanh lên cùng một lúc, chứ đừng có nói hai cái lộ. Là do vậy đó, các cái lộ tâm này đó là sanh diệt, cái này sanh lên là diệt, rồi khi nó diệt rồi đó thì mới cái dòng tâm thức, cái lộ tâm khác sanh lên. Thì giả sử giống như là mắt chúng ta nhìn cái cảnh sắc á, thì lộ nhãn môn sanh lên, rồi sau cái lộ nhãn môn sanh lên á, hàng loạt cái lộ ý sanh lên á, để tiếp tục á, là ghi nhận xác định lại cái cảnh sắc đó, và nó xác định cho đến khi nào mà nó được biết rõ ràng. Và có đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng cùng một lúc á, thì gần như rất là nhiều độ ngũ môn sanh lên. Chẳng hạn giống như là chúng ta đang ngồi trên bàn ăn cùng với bạn bè, trước mắt mình là những người bạn và những cái thức ăn bày biện trên bàn, và chúng ta cùng với những người nghe, những người bạn bè trò chuyện với nhau, rồi chúng ta cùng ăn uống, thì trong khi đó là chúng ta có nghe cái mùi hương vị của thức ăn, rồi chúng ta nếm, và trong khi đó là chúng ta có những cái cảm nhận khi mà chúng ta cầm vào những cái nó dụng cụ để chúng ta dùng, giống như là muỗng đũa vân vân. Thì khi đó có vẻ như là tất cả năm cái lộ ngũ, tức là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý, nó cùng xuất hiện một một lượt, nhưng mà thật ra đó thì nó xen kẽ với nhau. Ví dụ giống như là trong trường hợp chúng tôi vừa đơn cử đó, thì khi đó nó là lộ nhãn sanh lên, rồi hàng loạt các cái lộ ý sanh lên, rồi tiếp tục là lộ nhĩ môn sanh lên, hàng loạt các cái lộ ý, rồi rồi tỷ, rồi rồi hàng loạt cái lộ ý, rồi thiệt cũng hàng loạt như vậy. Nhưng mà do vì á, khi mà nó sanh lên liên tục, như nó sanh lên một cái tốc độ quá nhanh, cho nên chúng ta thấy rằng là giống như là tất cả nó đều cùng có mặt một lượt, nhưng mà thật ra đó thì nó có cái trước cái sau. Ở trong các cái bộ luận các ngài có nói đến đó, là có những cái nhân và cái quả mà đôi khi chúng ta tưởng tượng nó, chúng ta bằng cái giác quan mình thấy á, thì nó giống như là một cùng một lúc, nhưng mà về trí chúng ta hiểu thì nó không có thể cùng một lúc được, bởi vì cái này nó là cái nhân của cái kia. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta đốt đèn lên á, cái ngọn lửa bật lên á, thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta thấy cái ánh sáng, nhưng mà do vì cái ánh sáng đó nó có từ lửa, lửa là nhân, cái ánh sáng đó là quả, cho nên á, là cái nhân đó, nó phải có cái trước rồi sau đó mới có ánh sáng. Ví dụ giống như là bóng với hình, nếu không có hình á, thì sẽ không có bóng. Tuy vậy khi nào mà hình ảnh xuất
Hiện thì chúng ta khi mà chúng ta đi giữa cái trời nắng đó, thì hễ mà chúng ta đi ra thì lập tức đó là chúng ta thấy cái bóng nó lập tức xuất hiện ngay khi mà chúng ta có mặt dưới ánh mặt trời, chứ không trước không sau. Nhưng mà thật ra đó thì sở dĩ mà có cái bóng đó là phải do có hình, nhưng mà do vì cái tốc độ nó quá nhanh cho nên mình thấy giống như là cùng một lúc khi mà chúng ta thấy đèn cái ngọn lửa được thắp lên thì lập tức nó là có ánh sáng. Khi có hình đó thì lập tức đó là có bóng, nhưng mà cả hai đó thì chúng ta hiểu bằng cái suy luận của mình đó, là do vì một cái là nhân một cái là quả, cho nên là cái ánh sáng cũng như là cái bóng đó, nó không thể nào mà nó xuất hiện trước được cái ngọn lửa và hình được, bởi vì nó là quả. Tương tự như vậy, do vì cái dòng sinh diễn của sắc pháp đó, của tâm pháp nó quá nhanh, cho nên tuy rằng là cái trong một thời điểm chúng ta thấy là hàng loạt các cái lộ tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và cả ý giống như cùng lúc mà có mặt, nhưng mà theo theo cái cách phân tích của vi diệu pháp đó là có cái trước cái sau, cái trước cái sau, chứ không có liên tục như vậy. Thì trở lại đó, thì đối với cái lộ ngũ môn á, thì theo quy luật tâm pháp thì cứ một cái lộ ngũ môn mà một trong năm lộ ngũ môn sanh lên thì bắt buộc đó là sau đó là phải lộ ý, rồi nếu mà còn cái cảnh đó đó thì cái lộ ngũ môn tiếp tục là tái sanh lại, rồi sau đó là phải xen kẽ các cái lộ ý. Nó giống như là trong một cái thời điểm, trong một suốt 1 giờ đồng hồ chúng ta xem phim, thì khi đó nó là cái lộ nhãn môn chúng ta sanh liên tục, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi đó nó lộ lộ nhãn môn sanh lên rồi một cái giai đoạn cho cái lộ ý, rồi tiếp tục lộ nhãn, rồi cho cái lộ nhĩ, rồi tiếp tục lộ nhãn, rồi cái lộ ý, rồi lộ nhĩ, là lộ ý là cứ sanh xen kẽ như vậy. Nhưng mà tuyệt nhiên là không thể nào là hai cái lộ ngũ mà sanh sát nhau được, tức là không có thể nào hết cái nhãn môn này rồi tới cái nhĩ môn, và cũng không có thể nào mà hai cái nhãn môn sanh kế liền nhau, mà giữa hai cái lộ ngũ môn thì phải có cái lộ ý. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp theo một cái trường hợp đặc biệt, đó là hộ kiếp khách. Hôm trước là do tôi chỉ nói sơ qua thôi, bởi vì cái phần này á, là tôi để tôi nói chung với cái lộ hộ kiếp khách. Tôi nói chung với cái lộ, nói chung cho cái lộ ý và lộ ngũ. Hộ kiếp khách đấy, tức là một cái tâm mà làm cái việc hộ kiếp, tuy vậy nó không phải là cái tâm chủ quan, cho nên gọi là hộ kiếp khách. Ví dụ giống như là một người tục sinh bằng một cái tâm nào đó, thì cái hộ kiếp hay gọi là cái hữu phần của họ ở trong đời bình nhật á, cũng cùng cái loại tâm như là cái tâm tục sinh. Và cái tâm đó nó cứ sanh diệt cho đến suốt cái kiếp sống, làm cái vai trò gọi là hộ kiếp. Còn đối với cái tâm hộ kiếp khách đó, nó có thể là một cái loại tâm khác, không cùng loại tâm với cái tâm tục sinh, mà nó là một cái tâm phải được sanh vào để trung hòa trong trường hợp mà hai cái cảm thọ thái cực gặp nhau, thì khi đó cần phải có một cái sát na trung hòa. Thì hôm trước tôi có nói với các vị rằng là đối với những người á, mà tái tục bằng các cái tâm thọ hỷ, thì khi đó cái hữu phần của họ đó là cũng thọ hỷ. Ví dụ giống như là chúng ta đơn cử lộ ý môn cái cảnh rất là rõ, cái cảnh rất là rõ, thì cái hữu phần này và các cái hữu phần này và hai cái hữu phần rung động và dứt vọng này cũng là thọ hỷ, tức là cùng loại tâm với cái tâm tái tục. Và nếu trong trường hợp mà người đó tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ nhưng mà họ lại khởi cái tâm sân, thì đối với trường hợp á, mà cái họ đối với cái trường hợp mà họ khởi lên cái tâm sân
thì sau cái tâm động lực đó đó thì hai cái na cảnh này đó thì không có thể nào trời đâu. Thì cái hai cái na cảnh này á không phải không thể nào là thọ xả. Xin lỗi, hai cái na cảnh đó, nó không có thể thọ hỷ được, mà cái na cảnh đó là phải thọ xả. Đối với trường hợp của lộ ngũ môn cảnh rất lớn, thì cái lộ ngũ môn cảnh rất lớn đó, các vị nhớ rằng là sau cái cảnh rất lớn đó, sẽ có hai tâm làm việc na cảnh. Trong trường hợp mà đối với một người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, và khi đó đó họ gặp một cái cảnh mà cái cảnh đó thuộc về cái cảnh rất là tốt, tức là cái cảnh mà khởi lên cái tâm quan sát thọ hỷ, thì khi mà cái cảnh mà rất tốt khởi lên cái tâm quan sát thọ hỷ đó, đó thì nó lẽ ra đó thì cái na cảnh đó, nó phải thọ hỷ. Nhưng mà trong trường hợp đó, do vì sau cái tâm sân thọ ưu thì không có thể sanh lên cái na cảnh thọ hỷ, và cái hữu phần của họ cũng là hữu phần thọ hỷ, cho nên khi đó phải có tâm quan sát thọ xả sanh xen kẽ vào, thì cái tâm quan sát thọ xả nó sanh xen kẽ vào đó, nó thế cái vai trò của cái tâm na cảnh. Bởi vì cái tâm na cảnh nếu phải sanh lên thì phải là cái tâm quan sát thọ hỷ, mà sau cái động lực sân thì không có thể sanh lên cái na cảnh thọ hỷ, thì trong trường hợp đó sẽ có sanh một cái tâm hộ kiếp, gọi là hộ kiếp khách, tức là sanh lên để giữ một cái vai trò làm trung hòa cho giữa hỷ và ưu. Thì tương tự đối với trường hợp của cái lộ ngũ môn cảnh lớn hay là lộ ý môn cảnh đỏ, thì các vị thấy sau cái động lực này á, sau cái động lực này là hữu phần, mà nếu ở đây là giả sử giống như là hữu phần, ở đây là hữu phần của người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, và đây là dòng động lực sân nên cho nên thọ ưu, và hỷ và ưu không có thể kế cận nhau, thì do đó trong trong trường hợp này nó sẽ ngay chỗ này nó sẽ sanh lên một cái gọi là một cái sát na, rồi là, tôi biết không ăn ngay chỗ này nó thì gọi có sanh lên một cái sát na, chỗ này gọi là hộ kiếp khách, mà ở đây thì nó sanh lên nó sẽ xả. Nó cần phải có một trong những cái tâm hộ kiếp thọ xả, nó sẽ sanh lên, nó sẽ xen giữa giữa cái tâm sân và cái sát na hỷ này, tức là nó xen giữa ưu và hỷ để nó trung hòa. Vì từ thọ ưu không có thể kế sau đó là thọ hỷ, cho nên là cả cái lộ ý môn và lộ ngũ trong những cái trường hợp này đó thì phải phải có cái sát na xen vào giữa, gọi là sát na hộ kiếp khách. Thì trong trường hợp nào sanh lên hộ kiếp khách, thì trong trường hợp đó là thứ nhất là cái người đó nó là phải tục sinh bằng tâm thọ hỷ, sinh bằng bằng tâm hỷ thọ. Thứ hai là họ phải khởi lên là cái động lực sân. Và cái trường hợp thứ ba đó, nếu là cảnh ngủ, nếu là lộ ngũ, nếu là lộ ngũ á thì phải, nếu là lộ ngũ á, thì phải thêm cái phải là cảnh rất tốt. Cảnh rất tốt tức là cái cảnh mà phải được nhận bằng cái tâm mà cái tâm nhãn nhĩ tỵ thiệt thân mà hòa thiện rồi. Nhưng mà phải là cái cảnh rất là tốt đó, thì mới có cái quan sát thọ xả hòa thiện.
Và thứ hai đó là phải là người sanh ở trong cái cảnh dục giới, và thứ tư là phải ở trong cái cảnh dục giới. Tại sao là phải ở trong cái cõi dục giới? Nó có nhiều lý do, nó có hai lý do chính. Thứ nhất á, là đối với cái cõi phạm thiên, cái cõi sắc giới trở lên, sắc và vô sắc á, thì những vị phạm thiên nó không có tâm sân. Cho nên là do vì không có tâm sân đó, cho nên mất cái điều kiện, một trong những cái điều kiện có được cái hồn kiếp khách nó là động lực sân. Cái thứ hai là do vì cái tâm mà làm việc na cảnh đó, là cái tâm đó đó là chúng ta nhớ là cái tâm làm việc hộ, cái tâm làm việc na cảnh là một trong tâm làm việc na cảnh là tám đại quả, và ba cái tâm quan sát cái đó là thuộc về các cái tâm dục giới. Thì cái tâm dục giới đó, đó là nó sẽ dễ, nó sẽ chỉ có sanh lên được trong trường hợp mà cái tâm tái tục bằng cái tâm dục giới, còn mà nếu mà cái tâm tái tục bằng cái tâm sắc giới đó, thì nó không sanh được. Cho nên đây là cái lý do thứ hai mà chỉ có trong cái cõi dục giới đó thì mới có trường hợp là có cái na cảnh. Và đối với cái trường hợp mà lộ ngũ á, là phải là cái cảnh rất là tốt. Còn mà đối với cái lộ ý á, thì cái lộ ý đó nó phải là cái lộ ý mà cái cảnh đó chính là trạng lại cái cảnh ngũ, thì trong trường hợp đó mới có cái na cảnh được. Các vị nhớ là cái na cảnh ở trong cái lộ ý á, là trong trường hợp mà cái lộ ý đó nó trạng lại cái cảnh ngũ ấy, thì mới có na cảnh. Thì trở lại ở đây là chúng ta thấy rằng là sở dĩ mà có cái hộ kiếp khách á, là để trung hòa trong trường hợp mà cái dòng tâm thức của một người tái tục bằng cái tâm thọ hỷ gặp cái động lực sân, và trong trường hợp đó sau khi mà cái động lực sân 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 lên á, thì không có thể nào mà có một cái tâm nào đó thọ hỷ được, bởi vì cái động lực sân là thọ ưu. Trong những cái trường hợp đó, đó thì có một cái tâm làm việc hộ kiếp thọ xả xen vào đó để trung hòa giữa cái ưu và hỷ, thì cái hộ kiếp đó nó thì được gọi là hộ kiếp khách. Và cái hộ kiếp khách này có cả ở trong cái lộ ngũ và lộ ý. Do vậy mà ở trong cái phần lộ ngũ thì tôi chưa có đề cập rõ hộ kiếp khách này, mà chỉ để trong cái phần độ ý đó thì chúng ta học luôn. Thì trở lại thì đó là cái trường hợp của chúng ta vừa học, đó là lộ ý môn thông thường. Thì trong lộ ý môn thông thường đó thì có cái bình nhật và cận tử. Ở trong bình nhật đó nó thì có thông thường và chiêm bao. Thì ngày hôm nay là chúng ta học thêm phần cái phần lộ ý môn bình bình nhật cả cái thông thường và chiêm bao. Thì trở lại bài học ngày hôm nay là trong cái lộ ý môn mà thông thường và chiêm bao đó, thì về cái tiến trình sinh diện của các cái sắc na tâm đó, thì hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở cái phương diện là tạo quả và không tạo quả. Đó là cái khác đầu tiên. Cái khác thứ hai là ở trong các cái đối với cái lộ chiêm bao đó, thì về phương diện cõi đó thì chỉ có những cái cõi như cõi người, cõi ba cõi khổ trừ địa ngục, còn các cái cõi trên thì không có. Còn đối với người đó thì giới hạn trừ bốn cái người đạo tất nhiên, và thêm nữa là vị A-la-hán, do vì các ngài không còn học vật cho nên là không có chiêm bao. Thì đó là bốn cái đó là hai cái trường hợp của cái lộ ý thông thường. Thì ngày ngày thứ sáu thì ngày đó chúng ta sẽ học thêm những cái phần liên quan cũng trở lại cái độ ngũ môn và lộ ý môn thông thường này, ở những cái chi tiết mà ở trong cái phần trước đó chúng ta chưa có đề cập rõ. Chẳng hạn giống như là chúng ta học thêm về mỗi cái lộ tâm như vậy nó sẽ ở trong đối với có người nào, rồi đối với cái cõi nào, vân vân. Thì các vị mà tự học đó, ở trong sách nó có những cái là chúng ta cũng có thể tự hiểu ra được.
Ví dụ giống như là chúng ta vừa học đến cái họ kiếp khách, thì chúng ta biết rằng là cái họ kiếp khách này nó chỉ xảy ra đối với trường hợp của một chúng sinh nào mà có cái động lực sân. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là ở trên các cái cõi trời phạm thiên đó là do vì không có tâm sân, thì ngay khi mà không có kể đến cái điều kiện của cõi dục đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là đương nhiên phải là trừ ra cõi dục. Nhưng mà do vì có những lúc đó chúng ta không có kịp suy luận, cho nên chúng ta tôi viết phải cho đủ. Thì bài học ngày hôm nay chúng tôi kết thúc ở đây. Tôi biết rằng là đối với các vị học viên mà lần đầu chúng ta học á, nó có nhiều cái bỡ ngỡ. Thì ở trong cái chủ nhật này á, tôi vẫn mở cái buổi học ngày từ 8 giờ cho đến 9 giờ hoặc là 10 giờ tùy theo cái câu hỏi của các vị, để cho các vị có cái câu hỏi. Và ở trong cái ngày thứ sáu, tức là ngày buổi học tới đó, thì chúng ta có cái phần ôn tập lại và học thêm một số cái chi tiết liên quan ở trong các cái bài học trước đó. Do vì sợ các vị quá rối rắm cho nên chúng ta không có đề cập rõ, chẳng hạn giống như là chúng ta học thêm về trong một cõi thì có bao nhiêu cái độ tâm, rồi trong người, trong một hạng người như vậy thì cũng có bao nhiêu tâm hay bao nhiêu độ tâm như vậy đó. Dạ, chúng tôi kết thúc buổi học ở đây, chúc cho tất cả các vị ăn vui. Con kính tri ân sư ạ. Dạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Con xin tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, dạ, chào các vị. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Bạch sư, vậy là chủ nhật này là có trả lời câu hỏi hả sư? Dạ, có. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, tại vì vô tới cái phần này tôi nghĩ là các vị cũng có nhiều cái câu hỏi đó. Cho nên là có thể trong nhiều chủ nhật liền chúng ta phải dành cái ngày chủ nhật. Bởi vì đôi khi tôi giảng bài đó thì có những lúc tôi giảng bài cũng thiếu sót. Dạ, cho nên là ngày chủ nhật để nhắc lại những cái phần nào mà tôi giảng không có rõ ràng. Dạ. Dạ, cảm ơn.